Em xin chào anh em Đam Mê Mai Vàng. Hôm nay em lên clip giao lưu ba cây mai tứ quý ghép vào Thủ Đức. Thì dòng tứ quý này trong khoảng thời gian gần đây rất là hot, cũng có nhiều anh em yêu cầu xin video clip thì sẵn tiện em làm video luôn. Nếu mà anh em yêu thích thì có thể giao lưu, còn nếu mà không thì xem chơi cho vui. Nếu mà được thì đăng ký kênh cho em. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Dạ, cái cây đầu tiên em xin giới thiệu là một cây mai tứ quý ghép vỏ Thủ Đức. Thì Tết này nó là khoảng 3 mùa nha anh em, hơn 3 mùa chút xíu. Thì cây đang nằm trong chậu rồi đôn đá mài. Chậu thì đã ép trồng mỏng rồi nha anh em, đúng chuẩn bonsai. Thì cây này thì theo phong cách lùng lực, có cái thông số là hoành eo á, ở ngay cái vị trí trên thước dây là 50. Đây nha anh em, chiều cao lên thoát thân lên á là khoảng 28-30. Chiều cao mà luôn đọt á thì khoảng 1 mét hơn từ mặt chậu nha anh em. Giá bán cây này em xin được phép giao lưu với giá 26 triệu. Giá bán bao gồm cây, chậu và đôn đá mài như hình. Giá bán thì có thể là em xem xét em bao ship cho anh em trong khoảng 50 cây số. Giá bán còn thương lượng, số điện thoại của em là 0938 934323. Rất mong được giao lưu với anh em gần xa. Trong trường hợp mà anh em muốn tham quan vườn trực tiếp á thì có thể qua đầu tháng 10 ở Sài Gòn. Đó, bắt đầu giảm cái chỉ thị á, có thể liên hệ với em qua vườn xem trực tiếp. Còn trong trường hợp anh em ở xa đó thì có thể nhắn Zalo em. Em gửi thêm hình ảnh hoặc là yêu cầu gì khác của anh em để anh em có cái nhìn rõ hơn về cái cây này á. Vườn của em ở đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Em xin nhắc lại cái cây mai số 1 là một cây mai tứ quý, hoành gốc là 50, chiều cao thất thân là khoảng 28-30. Chiều cao từ mặt chậu đi lên đọt là khoảng 1m1. Cây này em xin phép là giao lô 26 triệu, bao gồm cây, chậu và đôn đá mài như trong video. Giá bán này thì em bao xếp 50 km. Trong trường hợp anh em ở xa hơn á thì có thể liên hệ em để thương lượng. Cây này em ship toàn quốc được nha anh em, tại vì kích thước nó cũng tương đối nhỏ, thuộc dạng bonsai lùng lực á. Em có thể đóng kiện em giao qua Viettel hoặc là các dịch vụ chuyển hàng khác. Dạ, em xin kết thúc cây số 1, em chuyển qua cây số 2. Dạ, mã số 2 là một cây mai tứ quý. Cây này thì đang ghép cúc VIP nha anh em. Mặt bông cúc VIP thì em sẽ để trên màn hình cho anh em xem để hình dung cúc VIP là như thế nào. Cái cúc VIP này là đặc trưng của Bình Định. Cái giống này á là cái giống gọi là giống xưa của Bình Định, nhiều anh em YouTube đã làm rồi, em cũng review khá nhiều lần trên kênh của em á, ngày không nói lại. Thì cây này á, thông số á, ở vị trí trên thước dây trên màn hình là khoảng 48 nha nè, nhưng mà tính dễ, tại vì tính cho nó dễ nói chuyện á, em tính cái hoành này 44 thôi, ở trên hình đó là 48. Chiều cao thoát thân lên á là khoảng hơn 30, thoát thân lên đến đây là hơn 30, là quay ghép xương chi là mới là đẹp. Thì cú vip này, giống này rất là mạnh nè. Thì cây này á là đã xuất hiện trên kênh của em một lần rồi, nhưng mà ông anh ổng giao lưu xong ổng đổi cây lớn hơn thì em thu lại cây này và đổi ổng một cây lớn hơn, do đó thì hôm nay em giao lưu lại. Chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng 1m4 nha anh em, luôn chậu là khoảng 1m7 mấy. Dạ, em xin nói lại cây mai số 2 của clip này là một cây mai tứ quý,
có hoành gốc là 44, chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng 1m4. Một cây mai tứ quý, cái cúc VIP, giá em giao lưu quá là 20 triệu, giá bán bao gồm cây, chậu và em bao ship 50 km. Trong trường hợp anh em ở xa hơn hoặc là ở gần hơn hoặc là như thế nào thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0938 934323 để anh em mình thương lượng về giá cây, giá vận chuyển. Vườn của em ở đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong được giao lưu với anh em gần xa. Đam mê mai vàng và mai tứ quý. Dạ em xin cảm ơn ạ. Em xin chuyển qua cây mã số 3 của ngày hôm nay. Dạ mã số 3 của clip ngày hôm nay là em xin giao lưu một cây mai tứ quý ghép dạo Thủ Đức. Cây này thì cái thời gian ghép vào mùa rồi, khoảng 4 mùa anh em. Quay ghép nó rất là lớn, thì em sẽ để kèm một cái hình của cây này. Cái thời gian mà sau Tết, sau khi con tàn á, để anh em hiểu cái lực của quay ghép như thế nào và cái độ mạnh của cây. Thì cái giai đoạn đó thì cái tàn ngang của nó thu lại chỉ còn khoảng 20cm thôi, mà chịu ngang bây giờ á, thì anh em xem video cũng thấy nó rất là lực rồi. Đây, nó có chừng tàn ngang nó khoảng 1m1 rồi. Những cây này gọi là những cây thành phẩm cho anh em rất là dễ chơi. Cây nó mạnh và sung. Tứ quý thì ghép á, nó có đặc điểm là những cái điểm ở đây á. Tứ quý ghép này nó đặc điểm là những cái điểm như trên quay ghép như này nè. Nó phình to ra. Mà nó không sao hết, nó sinh trưởng phát triển bình thường. Quay ghép rất là lớn nha anh em. Em xem. Cây này á thì là thuộc một dạng cây quái. Cái hoành nó ngay chỗ này nè, em đo ngay chỗ này á là khoảng 44 42, đi lấy trung bình 42. Tại do không có điểm nào khác để đo đó. Thì anh em tham khảo. Thì cây này á em xin phép được giao lưu á là 12 triệu. Giá bán á, thì em bao ship 50 km. Cây này tứ quý ghép Thủ Đức, già mùa chơi rất là ok rồi. Mà anh em nào chơi mai thì cũng biết nút nó lên nè anh em. Đây, đây, đây. Em xin nhắc lại cây mã số 3 là cây tứ quý ghép dảo Thủ Đức, hơn 4 mùa. Hoành nó là 42, chiều cao của nó là khoảng 75. Tán ngang của nó đó là khoảng 110-115. Cây thần chậu lâu năm, ghép cũng lâu năm, dễ chơi, dễ chăm sóc. Xin giao lưu với giá là 12 triệu, bao ship 50 cây số. Cây này ngoài cái tàn nó lớn lắm nha anh em. Lên video thì không có rõ được, tại vì nó nay nó bộ lá bộ tàn nó lớn lắm rồi. Dạ nếu mà anh em có nhu cầu liên hệ em số điện thoại 0938 934323. Vườn của em ở đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà được thì anh em đăng ký theo dõi kênh của em. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Em chào anh em.